Hello anh em, hiện tại thì đất nghỉ dưỡng tốt chúng tôi đang có những cái lô 1.000, 1.200m, 2.000m ở ngay chỗ được gần đền cây xanh của Minh Phú. Chỗ này thì nó cách sân golf Hà Nội Golf Club chỉ khoảng 400m thôi, và gần hồ Ban Tiện, hồ Đồng Đò, gần khu du lịch sinh thái Thiên Phú Lâm. Và đây là anh em nhìn thấy con đường bê tông là rất là rộng, đã được trải rồi này, ô tô đi thoải mái này. Đó. Và đường này đường thông anh em nhé, thông ra đường kênh luôn. Tất cả đất ở đây ấy, thì tất cả nhà ở đây đều chưa ai có sổ đỏ đâu, cho nên là hợp đồng mua bán xác nhận ủy ban xã thôi anh em nhé. Giá bán ở đây thì nó rơi vào tầm 3x, x rất là nhỏ anh em nhé, tức là hơn 3 triệu một chút xíu trên mét vuông. Anh em vui lòng follow kênh của đất nghỉ dưỡng chấm top chúng tôi, cũng như là tìm thêm các cái video trong YouTube và TikTok của chúng tôi nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi.